Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Tổng thống Mỹ viện trợ Israel, Ukraine sẽ đảm bảo an ninh cho thế hệ sau. Ông Biden kêu gọi Quốc hội phê duyệt viện trợ khẩn cấp cho Israel, Ukraine, thêm rằng điều này sẽ đảm bảo an ninh của Mỹ cho thế hệ sau. Khoản đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi ích cho an ninh Mỹ trong nhiều thế hệ. Nó sẽ giúp quân đội Mỹ tránh khỏi nguy hại. Nó cũng giúp chúng ta xây dựng thế giới an toàn, hòa bình và thịnh vượng hơn cho con cháu chúng ta. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu từ Nhà Trắng 20 giờ ngày 19 tháng 10, tức 7 giờ ngày 20 tháng 10 giờ Hà Nội, kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ quân sự khẩn cấp cho Israel và Ukraine. Đây là diễn văn khung giờ vàng được đọc từ phòng bầu dục, là truyền thống nhiều đời của Tổng thống Mỹ thực hiện vào những thời khắc quan trọng của nước này. Ông Biden nói rằng sự lãnh đạo của Mỹ giúp thế giới gắn kết với nhau và các liên minh của Mỹ là điều giúp quốc gia này an toàn. Ông chủ Nhà Trắng cho biết cái giá trị Mỹ khiến nhiều quốc gia muốn hợp tác cùng. Mỹ là ngọn hải đăng cho thế giới, vẫn luôn là như vậy, ông Biden khẳng định. Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại cam kết rằng sẽ đưa những công dân nước này đang bị Hamas bắt làm con tin về nước an toàn. Nhưng tôi đã nói với những gia đình có người thân bị Hamas bắt, chúng tôi đang tìm mọi cách để đưa họ về nhà. Với tư cách là tổng thống, đối với tôi, không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của những người Mỹ bị bắt làm con tin, ông nói. Ông Biden còn cáo buộc Nga và lực lượng vũ trang Hamas đại diện cho những mối đe dọa khác nhau, nhưng có điểm chung là muốn xóa bỏ nền dân chủ của nước láng giềng. Tôi hiểu những xung đột này có vẻ xa vời và việc mọi người thắc mắc tại sao điều này lại quan trọng với nước Mỹ là điều hiển nhiên. Vì vậy, hãy để tôi làm rõ rằng tại sao phải đảm bảo chiến thắng cho Israel, Ukraine lại quan trọng với an ninh quốc gia của Mỹ, ông nói thêm. Tổng thống Mỹ lưu ý, lịch sử đã cho thấy khi những kẻ khủng bố không phải trả giá vì hành động của mình, họ sẽ gây ra hỗn loạn, chết chóc và tàn phá hơn. Nhà Trắng đang yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 1.000 tỷ USD để cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho Ukraine, Israel, Đài Loan, châu Á Thái Bình Dương và biên giới Mỹ, Mexico. Hạ viện Mỹ không có lãnh đạo hơn 2 tuần kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị trế chức. Quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McCarthy bị hạn chế quyền lực đáng kể, khiến cơ quan này không thể đưa ra các quyết định quan trọng, trong đó có vấn đề xung đột ở dãy Gaza và viện trợ cho Ukraine. Quốc hội Mỹ tới nay phê duyệt 110 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó có 49,6 tỷ USD viện trợ quân sự, 28,5 tỷ USD viện trợ kinh tế, 13,2 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo và 18,4 tỷ USD để tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng Mỹ nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Kiev. Kế tiếp, căn cứ Mỹ tại Syria bị tập kích UAV. Các quan chức Mỹ cho biết căn cứ quân sự của nước này ở miền nam Syria bị UAV tập kích khiến một số binh sĩ bị thương nhẹ. Lực lượng Mỹ đồng trú tại căn cứ miền nam Syria hạ một máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ trong trận tập kích ngày 19 tháng 10. Chiếc còn lại đánh trúng mục tiêu và làm một số người bị thương, theo một quan chức Mỹ. Nhóm quan sát nhân quyền Syria, SOHO, có trụ sở tại Anh cho biết có 3 UAV tập kích căn cứ Al-Astan của Mỹ gần biên giới Syria, Jordan, Iraq. 2 UAV bị bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu. Chiếc thứ 3 đánh trúng căn cứ và gây ra một số thiệt hại vật chất. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Căn cứ Assad từng là mục tiêu tập kích bằng UAV bởi các nhóm dân quân thân Iran đang hiện diện trên lãnh thổ Syria. Omar Abu Layla, lãnh đạo trang tin The Azo 24, nói 3 UAV mang theo chất nổ cùng ngày tập kích mỏ khí đốt Konkono ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria. Theo SOHO, các nhân chứng nghe thấy 5 vụ nổ tại mỏ Konkono, nơi có binh sĩ Mỹ đóng quân. SOHO và Abu Layla cho biết các vụ tập kích UAV dường như do các tay súng đến từ Iran thực hiện. Những người này hoạt động ở miền đông Syria và miền tây Iraq. Các vụ tập kích UAV nói trên diễn ra sau loạt vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ và đồng minh ở Iraq, trong bối cảnh khu vực phản ứng gay gắt vì vụ nổ tại bệnh viện Al-Ali ở miền trung dãy Gaza. Iran và nhóm Hamas cáo buộc Israel gây ra thảm kịch này. Mỹ và Israel bác bỏ thông tin, cho rằng rocket do dân quân tại dãy Gaza phóng gặp lỗi và rơi xuống bệnh viện.
Mỹ kiểm soát khu vực Antat kể từ khi nhóm nổi dậy quân đội Syria mới NSA do nước này hậu thuẫn chiếm được khu vực biên giới giáp Iraq vào năm 2016. Căn cứ do Mỹ xây dựng tại đây được coi là có vị trí chiến lược then chốt để Mỹ giành ảnh hưởng trong khu vực vì nằm gần ngã ba biên giới giữa Syria, Jordan và Iraq. Assad cũng là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại Syria bên ngoài khu vực phía bắc do lực lượng người Kurd kiểm soát. Quân đội Mỹ từng rút khỏi đây vào cuối năm 2018, nhưng sau đó trở lại và duy trì lực lượng đồn trú, thiết lập vùng đệm rộng 50 km quanh Assad để ngăn nguy cơ đụng độ với quân đội chính phủ Syria và Nga. Tin tiếp theo, Mỹ chặn 3 tên lửa từ Yemen nghi nhắm vào Israel. Lầu Năm Góc cho biết tàu khu trục USS Caney trên Biển Đỏ đã bắn hạ 3 tên lửa cùng các UAV được phóng từ Yemen nghi nhắm vào Israel. 3 tên lửa hành trình đối đất và một số máy bay không người lái đã bị tàu khu trục USS Caney bắn hạ, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Beck Ryder, nói ngày 19 tháng 10. Đợt tập kích do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện, phía Mỹ không ghi nhận thương vong và các tên lửa bị đánh chặn dường như đã rơi xuống biển. US đang tuần tra trên Biển Đỏ trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ theo yêu cầu từ Tổng thống Joe Biden nhằm duy trì ổn định tại khu vực sau chiến sự Hamas-Israel bùng phát. Chúng tôi không chắc chắn về các mục tiêu của tên lửa, nhưng chúng được phóng từ Yemen, bay dọc theo Biển Đỏ về phía Bắc, có thể nhằm vào các vị trí ở Israel. Ông Ryder cho biết thêm rằng Mỹ sẽ có phản ứng phòng vệ trước mọi mối đe dọa tương tự trong khu vực. Houthi là nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đang kiểm soát nhiều lãnh thổ ở Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a. Lực lượng này đối đầu với liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu, bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3 năm 2015 nhằm khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Ad-Rabu Masao Hadi đang sống lưu vong. Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông, bao gồm điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực nhằm ngăn xung đột Hamas-Israel lan rộng. Ngày 17 tháng 10, Lầu Năm Góc yêu cầu 2.000 binh sĩ Mỹ chuẩn bị sẵn sàng để có thể triển khai đến Israel khi cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khi đó cho biết động thái sẽ cho phép Mỹ phản ứng nhanh chóng hơn với cuộc khủng hoảng. Truyền thông Mỹ đưa tin nhóm binh sĩ sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế và hậu cần tại Israel. Nhà Trắng cũng nhấn mạnh Mỹ không có ý định điều lực lượng chiến đấu ở khu vực. Bản tin thứ tư, mẫu tên lửa tầm xa có thể giúp Ukraine khoét sâu hậu cứ Nga. Ukraine được chuyển giao thêm tên lửa Astames mang đạn chùm, vũ khí có thể giúp họ tập kích sân bay, tiếp tế tiếng Nga ở sâu trong hậu cứ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 10 thông báo Mỹ đã chuyển giao tên lửa chiến thuật lục quân Astames cho Ukraine như cam kết trước đó của Tổng thống Joe Biden. Ông cho biết tên lửa đã thể hiện được năng lực và độ chính xác, song không nêu rõ mục tiêu bị hệ thống tên lửa này tập kích. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrei Watson sau đó xác nhận nước này đã cung cấp tên lửa Astam cho Ukraine. Chúng tôi tin rằng Astam sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Ukraine mà không làm suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu quân đội Mỹ, bà nói. Các chuyên gia nhận định những quả tên lửa Astam này đã được Ukraine sử dụng để tập kích sân bay gần thành phố Lugan ở miền đông và Bendian ở miền nam gần biển Azov. Quan chức do Moscow bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhia cũng thông báo phòng không Nga đã đánh chặn một tên lửa Astam nhằm vào Benia, dường như xác nhận thông tin trên. Mỹ và Ukraine không công bố số lượng tên lửa Astam được chuyển giao, cũng như đây là biến thể nào, ngoại trừ việc nó có tầm bắn 165 km. Truyền thông Mỹ dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết Washington đã cung cấp tổng cộng 20 quả tên lửa Astam cho Ukraine. M-39 là phiên bản sử dụng đạn chùm của tên lửa Astam, được sản xuất vào đầu những năm 1990. Nó có trọng lượng gần 2 tấn, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn. Đầu đạn chứa 950 quả đạn con M-74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Tên lửa này có thể được khai quả từ nhiều bệ phóng như pháo phản lực HIMARS và MLRS M-270 trong biên chế quân đội Ukraine. Khi kích nổ, tên lửa phát tán các quả đạn con trên diện tích gần 110 km vuông. Dù không phải là biến thể Astam hiện đại nhất, M-39 vẫn cho phép Ukraine tập kích mục tiêu xa gấp 2 lần so với các loại rocket của pháo phản lực HIMARS và MLRS M-270 và Kiev được viện trợ. Theo các quan chức cấp cao Ukraine,
tên lửa Astartes sẽ cho phép quân đội nước này phá vỡ tuyến tiếp tế, tập kích căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt tại các khu vực Nga đang kiểm soát mà trước đây họ không thể đánh trúng. Đại úy Volodymyr Olenian, cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine nhận định đây là vũ khí có thể thay đổi cục diện chiến trường và cứu giúp nhiều sinh mạng binh lính Ukraine. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị, hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Người phụ nữ Israel kể 17 giờ đấu trí với lính Hamas. Nam tay súng Hamas đột nhập nhà của vợ chồng bà Eri trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, buộc bà phải dựng mọi kỹ năng để sống sót trong 17 giờ tiếp theo. Tối ngày 6 tháng 10, bà Rachel Eri, 65 tuổi, sống tại Ovakim, miền nam Israel, đi ngủ sớm sau một ngày chuẩn bị sinh nhật lần thứ 68 cho chồng, dự kiến tổ chức sáng hôm sau, còn con cháu sẽ đến thăm vào buổi chiều. Nhưng khi thức dậy, hai vợ chồng nghe thấy tiếng còi báo động không kích, bọn họ phải xuống hầm trú ẩn. Hai người rời khỏi hầm trú ẩn và lên nhà lúc 9 giờ, thì phát hiện một số cửa sổ phòng ngủ đã bị phá và năm tay súng Hamas đột ngột xuất hiện vây quanh họ. Lúc đó tôi lo nhất cho hai con trai, bởi chúng đều là cảnh sát, bà kể. Thật may là lúc đó chúng không có nhà, nếu không sẽ khó toàn mạng. Lính Hamas chạy súng vào hai vợ chồng, la lệnh cho họ vào nhà. Trước sự hung hăng của toán lính và biết không thể chạy thoát, hai vợ chồng quyết định làm theo những gì cái tay súng Hamas yêu cầu. Họ tịch thu điện thoại của hai vợ chồng rồi đập vỡ, sau đó lên tầng 2 lục soát đồ đạc. Khi phát hiện đồng phục cảnh sát của hai con trai Eri, lính Hamas bắt đầu hét lớn tra hỏi. Tôi nói dối rằng hai con đang ở Mỹ, bà Eri nhớ lại. Lúc đầu tôi nghĩ họ sẽ giết chúng tôi ngay lập tức. Tôi nắm lấy tay chồng và nói rằng hãy ngồi cạnh nhau, chuyện gì đến sẽ đến. Lực lượng Hamas khi đó đang tiến hành chiến dịch đột kích quy mô lớn vào miền nam Israel, tấn công Ofakim và hơn 20 khu định cư khác. 48 người ở Ofakim đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với chiến binh Hamas. Năm tay súng xuất hiện ở nhà bà Eri là một trong ba nhóm chiến binh Hamas tấn công thành phố. Cảnh sát Israel đã bao vây ngôi nhà và thương lượng với nhóm lính để giải thoát hai con tin. Bà Eri nói cần xuống nhà để tiêm insulin, nhóm lính đồng ý. Một người đi cùng bà Eri xuống cầu thang, chỉ khẩu AK và lựu đạn về phía bà nói: bà làm tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi giống mẹ anh, tôi sẽ giúp anh, sẽ chăm sóc anh cần gì? Bà Eri đáp, sau đó nói với tay súng này rằng cần xuống nhà đi vệ sinh mỗi 30 phút. Cái này sẽ giúp cảnh sát bên ngoài biết tôi vẫn còn sống. 4 tiếng sau, bà quyết định mời nhóm lính uống trà, Coca-Cola và bánh bi Morocco tự làm. Khi xuống cầu thang, bà bị một chiến binh Hamas đánh vào đầu bằng bán súng AK và cố ra tín hiệu cho cảnh sát bên ngoài. Nhưng sau khi ăn uống, họ bình tĩnh hơn nhiều. Ban đầu, họ bảo tôi ném trước để đảm bảo thức ăn không có độc. Tôi bắt đầu trò chuyện, hỏi tuổi họ. Có những lúc tôi thậm chí quên họ là ai, bà Eri cho biết. Vài giờ sau, cảnh sát thực hiện nỗ lực giải cứu đầu tiên, đấu súng với những kẻ tấn công, khiến một tay súng Hamas thiệt mạng, một người khác bị thương ở tay. Bà Eri nhận ra ngay tâm lý kích động của toán lính sẽ có hại nên đã cố gắng trấn an họ. Bà sơ cứu, cầm máu cho tay súng bị thương, bảo anh ta hãy nghỉ ngơi, rồi lấy nước vào dưới đóng hộp, giúp anh ta ăn uống. Đến 16 giờ, nhóm lính tiếp tục tỏ ra lo lắng. Tôi hiểu cơn đói chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ, nên yêu cầu cảnh sát mang thêm đồ ăn. Lúc này, tay súng bị thương gần như bất tỉnh, một người đi ngủ và hai người ở lại giám sát vợ chồng bà Eri. Biết rằng cảnh sát có thể giải cứu khi đem xuống, bà quyết định chờ thời cơ, đồng thời tìm cách trấn an và đánh lạc hướng hai tay súng Hamas bằng cách đề nghị họ dạy cho bà tiếng Ả Rập. Hai tay súng bắt đầu hát các bài hát Do Thái mà họ nghe được trên radio, trong khi bà Eri cất những lời ca tiếng Ả Rập. Ngoài làm lính, các anh còn làm gì nữa? Thật đáng tiếc khi chúng ta cứ đánh nhau mà không cùng nhau chung sống trong hòa bình. Bà Eri sau đó hỏi, nhưng không cho biết câu trả lời của hai người lính Hamas. 2 giờ sáng ngày 8 tháng 10, Enviesta, con trai bà Eri, cùng các đồng đội đã tiến hành chiến dịch giải cứu bố mẹ sau 17 giờ hội bắt làm con tin. Enviesta đã phát thảo thiết kế căn nhà để giúp lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tấn công bất ngờ, tiêu diệt nhóm tay súng. Câu chuyện của bà Eri nhanh chóng lan truyền ở Israel. Bà được xem là hình mẫu về một bà mẹ Do Thái hoàn hảo và được ca ngợi như anh hùng. Ngày 18 tháng 10, bà là một trong số những người Israel được mời gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông tới Tel Aviv. Nhưng bà Eri vẫn phải chật vật vượt qua cú sốc ngày 7 tháng 10, căn nhà hư hại sau khi giao tranh, vợ chồng bà ở cùng con trai Aviata.
Tôi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt tôi lại thấy họ, lại nhớ về căn nhà đẫm máu. Thật khó để chúng tôi có thể quay về đó một lần nữa, bà nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Mình ủng hộ cho kênh. Cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông thông báo để nhận được những thông báo kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều nữa ủng hộ thương giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.